chào, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người về combo sản phẩm chậu đặt bàn đá và vòi chậu nóng lạnh của Toto. Chậu thì có mã là 1716. Chậu thì được thiết kế với hình chữ nhật, 4 góc vuông, rất là hiện đại và rất là khỏe khoắn. Chậu thì có kích thước chiều dài là 385mm và chiều rộng là 600mm và chiều cao của thành chậu là 167mm. Trong lòng chậu thì cũng được trắng một lớp men CeFIONtect độc quyền của Toto, chống khuẩn và chống xước rất là tốt. Và ở thành chậu trước thì có thiết kế lỗ xả tràn, mọi người rất là yên tâm khi không tắt bánh nước. Sản phẩm thì có được dập thương hiệu của Toto. Và vòi thì có mã là TLG02307V. Vòi thì được thiết kế với thân là vuông, rất là hiện đại và sang trọng. Tay gạt thì rất là êm và rất là tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Và vòi thì được làm chất liệu là đồng, mạ niken và chrome 3 lớp, giúp cho sản phẩm là luôn sáng bóng. Với mực nước ra thì rất là êm ái và tạo bọt, tạo cho người dùng là cảm giác thoải mái khi sử dụng. Các bạn đang cần tìm mua bộ combo sản phẩm chậu đặt bàn, vòi chậu nóng lạnh của Toto thì hãy đến showroom Toto Trí Việt ở địa chỉ là 309 313 Hoàng Văn Thụ, hoặc liên hệ điện thoại dưới màn hình để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.